sát tụi nó sao? Đây là loại ma túy mới du nhập vào Việt Nam. Một loại ma túy mới à? Thì có chơi cũng không chắc nổi. Không giết được bố con nhà mình lắm. Đi kêu hai thằng sát thủ điên nhất không nhất về đây cho ta. Vâng. Đẹp hơn xịn luôn á nha. Cái này xịn đâu, cái này mới giỡn đâu. Cái này giỡn hoài vậy. Vậy hả? Đồ có chiếc đi, giỡn đi làm đi là hết xịn. Này mọi người làm việc đi. Trời. Đi đi. Chào anh. Xe của ai mà mới cáo vậy? Xe đã quá ha. Ôi, nhìn xe bị mới quá. Ôi, xe bị đó. Có gì? Đồ phải chi được chạy thử. Như đã hứa. Cái gì vậy? Không biết chừng nào mới có tiền mua được cái xe vậy. Được không? Rồi thử đi. Con này cũng được đó. Qua đây. Quỳnh Nam đã hứa thì Quỳnh Nam giữ lời. Bình thường mà. Cái vụ này là hứa trước khi gặp Quỳnh Thư rồi. Cái gì? Tặng con này cho tôi à? Ừ. Trời, thôi đừng có giỡn nữa. Thế sao? Ừ. Hả? Vậy đi. 1200 phân khối. Đường trường. Thành phố này không có chỗ cho mày chạy đâu. Đi. Con này ngon á. Làm thử vòng đi. Chở tao qua nhà Quỳnh Thư thăm cổ cái coi. Thôi. Bây giờ chưa có được đâu. Sau cái vụ đi cam về á, tôi còn một đống gì chưa giải quyết xong hết kìa. Hay là anh muốn ông già của anh đuổi tôi sớm à? Nếu mà đang dính tới việc của ông già thì cứ làm đi. Tao còn sợ ông đuổi cổ chỉ là mày. À, sao sáng giờ không thấy nhất tới công ty vậy? Chẳng lẽ anh ta ở nhà dưỡng thương thật hả? Mà những dạng người như anh ta đâu phải là không có gan tính mà chạy vô viện nằm đâu. Đang đi lo việc cho ông già rồi. Nó là cánh tay phải mà, chuyện gì mà không giao cho nó? Rõ ràng tao là con của ông đây mà ông còn không tin. Bây giờ tao còn không biết tao con hay là nó con nữa. Thì chỉ có một cách thôi. Cố gắng chiếm lấy sự tin tưởng của ba mày. Ông già tao chỉ tin bản thân của ổng thôi. Ông đa nghi như Tào Tháo vậy. Cái thằng nhất là cái thằng mà hay tâm sự nhất với ổng. Mà ổng còn không tin chứ huống chi lại. Ông nói sự thật chính là điểm yếu. Mà điểm yếu á thì không bao giờ được nói ra. Có vậy mà ông già của mày hâm mộ như giờ Tào Tháo quá ha. Đúng vậy. Thà là mình phụ người ta còn hơn là người ta phụ mình. Ông dạy tao vậy đó. Cho nên không bao giờ có bạn tri kỷ. Cậu Hải, tôi gửi lại cậu cái này. Có gì đâu mà anh phải ngại. Anh là thủ trưởng của tụi em. Anh giúp đỡ tụi em rất là nhiều rồi. Bây giờ anh gặp khó khăn thì tụi em có trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ cho anh thôi. Anh đừng có suy nghĩ gì hết á. Đây nè, anh cầm tiền này về lo viện phí cho bác. Hai cậu tới thăm thì tôi cảm ơn. Quà thì tôi cũng đã nhận rồi. Số tiền này lớn quá, tôi không thể cầm được. Hai cậu giữ lấy mà dùng. Anh Hiếu. Anh Hiếu. Dạ, em chào anh. Chào cậu. Bác giờ sao rồi anh? Cảm ơn, ba của tôi đã khỏe. Dạ. À, hôm nay tôi có xin nghỉ phép một ngày để lo chuyện nhà. Có gì cậu ở lại để lo chuyện phòng nghe. Dạ, dạ, anh về. Tôi đi ạ. Ông Hiếu vô đây có chuyện gì vậy? Ông vô đây có chuyện gì mà sao mặt căng thẳng quá vậy?
Bệnh sĩ JX trả lại. Với số tiền này, nói ít thì cũng không phải, 20 triệu chứ ít ỏi gì. Làm sao bằng được một trận banh của em với anh. Nè, giữ mồm giữ miệng đó. Nhưng với ông Hiếu thì khác. Hoàn cảnh của ổng, tự nhiên nhận được số tiền lớn như vậy, ông phải suy nghĩ chúng ta đang có ý đồ gì chứ. Ông này cũng cảnh giác lắm đó. Có khi nào ông đánh hơi hay nghi ngờ tụi mình không? Thôi, không có gì đâu. Anh lo xa quá. Lần này không được thì lần khác. 20 triệu không được, mình tăng lên gấp 3, gấp 4 lần. Để em thử coi tánh cao ngạo của ông còn giữ được tới chừng nào. Nè, bớt bớt cái miệng của ông lại đi. Không lộ hết bây giờ, lỗ quá coi chừng bị gài bẫy đó. Trời, bẫy bẫy cái gì? Anh lo xa nữa rồi. Ê, tối hôm qua anh bắt độ nào? Bách xa. Còn cậu? Thì cũng bách xa, vậy mới đau chứ. Còn có 2 phút thôi mà nó bị lộ ngược dòng, tức không? Mấy chục triệu của ông Nhất vừa bơm nè, tuôn hết theo trái banh luôn rồi. Coi như số tôi với cậu đen đi. Đêm nay anh em mình nhất quyết phải phục thù nghe chưa? À, em chịu anh như vậy đó. Anh, còn số tiền này nè, tối nay anh em mình tạm gửi quà thôi. Rồi anh em mình ghi bàn sao? Em không tin là đời em nó đen hoài đâu. Mà anh cũng vậy nữa chứ. Chà, bữa nay nhìn mặt anh sáng tài lắm nha. Không chừng tối nay vô. Nè, tôi không phải là loại người thích nịnh đâu nghe chưa. Trời, lo làm việc đi, đừng có để sơ suất như hôm bữa nữa. Biết rồi, nó hoài. Bị cha Hiếu chửi cũng biết nhục chứ bộ. Rất sạch sẽ. Vậy là đã có kẻ xử lý hết những thứ rác rưởi này rồi. Quá quen. Vô đi. Vậy sao rồi mày? Có một vài kẻ hở bảo mật trong hệ thống nội bộ. Yên tâm đi, tao xử lý xong hết rồi. Đảm bảo là sẽ không có ai có thể vượt qua được tường lửa, xâm nhập vào hệ thống nữa, nếu như không biết được mật khẩu. Tuy nhiên, mật khẩu sẽ tự động thay đổi khi nhập mã sai và gửi thông tin về cho quản trị. Thì ngay lập tức, chúng ta có thể bắt được hết những kẻ đang cố ý xâm nhập bất hợp pháp. Khó ghê ha. Mày hay thiệt. Ngày xưa ông già tao á, đem hẳn một chuyên gia nước ngoài về đây dạy cho thằng Nhất. Vậy đó, mà mày vẫn tìm được kẻ hở là mày còn giữ hơn nó luôn á. Ghê thiệt. Có gì đâu, tao chỉ đang cố gắng hết sức để vượt qua thử thách của ông già mày thôi. Ừ, phải vậy chứ. Nhưng mà chuyện đó mình tạm thời gác lại đi. Có chuyện này quan trọng hơn nè. Chuyện gì? Thì chuyện của Quỳnh Thư đây. Tới bây giờ tao vẫn không thể nào tiếp cận được với cô ấy. Bây giờ tao đang có cảm giác là cổ đang tạo khoảng cách, lập rào cản đối với tao. Nè, bây giờ tao muốn nhờ mày một chuyện. Có chuyện gì mà ấp mở vậy? Tại sao nấy lại tới đây? Chẳng lẽ anh ta nhận ra mình ta? Tới đây làm gì vậy? Tôi tới chuyển quà cho cô. Xin lỗi đã làm phiền cô. Cảm ơn.
Chào. À, xin lỗi, cho tôi hỏi quà này của ai vậy? Chẳng lẽ cô không đoán được món quà đó của ai sao? Nếu như tôi đoán thì tôi sẽ đoán đó là anh. Vì anh chính là người đem quà tới và giấu tên của người gửi. Món quà đó đích thân Quỳnh Nam lựa chọn và nhờ tôi gửi tới cho cô. Vì cậu ấy biết chắc cô sẽ không nhận món quà này từ tay của cậu ấy. Vậy anh ta nghĩ tôi sẽ nhận món quà này từ anh sao? Tùy cô vậy. Tôi cũng nghĩ là cô sẽ không từ chối món quà này đâu. Chào cô. Vậy là Quỳnh Nam đã chú ý tới mình. Alo, chú nghe nè. Báo cáo chú, con vừa nhận được hoa và quà của Quỳnh Nam. Anh ta không đích thân tặng mà nhờ trợ lý đưa tới cho con. Ai đưa tới cũng được, vậy là tốt rồi. Tâm lý của Quỳnh Nam là muốn chinh phục con bằng tình, chứng minh hắn đã rất chú ý tới con và muốn con thuộc về hắn. Con cần tiếp cận hắn một cách cẩn thận, đừng gây cho hắn bất cứ nghi ngờ gì. Con nên nhớ, cần chú ý, an toàn là trên hết, rõ chưa? Dạ rõ. À mà chú ơi, có một người con... Sao con? Dạ thôi, chỉ là một chút nghi ngờ, con cũng chưa có cơ sở. Con sẽ chú ý tìm hiểu thêm rồi báo cáo lại chú sau. Ừ, cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nha con. Dạ. À nè, cũng lâu rồi con chưa về nhà phải không? Dạ, cũng lâu rồi. Con đang tính xong nhiệm vụ, con sẽ nghỉ phép vài ngày để về quê thăm ba má. Sức khỏe của má con lúc này không được tốt lắm chú. Ráng lên nghe con. Xong nhiệm vụ á, chú sẽ duyệt cho con nghỉ phép năm, để con có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn. Nè, nhớ chú ý cẩn thận nghe con. Dạ, con cảm ơn chú. Con chào chú. Ừ.
Dạ, em nghe nè anh. Anh Thư hả? Đang làm gì đó? Tối nay gặp anh nha. Sợi dây chuyền có dễ thương không em? Sợi dây chuyền đúng không? Sợi dây chuyền dễ thương lắm. Hả, em thích không? Em thích chứ. Chào anh. Chào. Em đeo sợi dây chuyền này nhìn đẹp ghê á. À, em cảm ơn anh, nhưng mà món quà này có giá trị hơi lớn. Lớn cái gì, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em đồng ý nói chuyện với anh thì mấy chuyện như vậy là bình thường. Nhưng mà em với anh mới quen biết nhau thôi, anh tặng em như vậy em thấy ngại quá à. Mới quen biết thì nó mới như vậy đó hả? Hủ danh chút đi. Dạ. Mai em rảnh không? Mai đi Thái Lan chơi với anh, sáng đi chiều về. Ngày mai em đi học rồi. Học gì mà dữ vậy? Em học anh văn. Ừ, đi đâu xin việc á cũng phải cần có bằng anh văn hết á. Em đi học một bữa đi chơi với anh không được sao? Đâu có chết chóc gì đâu. Dạ, thôi em xin lỗi, hôm nay không có đi được. Thôi anh cứ đi Thái Lan đi, em còn phải đi học nữa. Làm cái gì mà làm, bây giờ anh chỉ dành hết thời gian cho em thôi. Vậy thì ngày mai anh đưa em đi học, đưa xong anh đón về, xong rồi mình đi ăn uống gì đó cho em có sức khỏe. Với lại em đi học đi một mình như vậy anh không yên tâm lắm. Thì sao, em chịu không? Đồng ý đi mà, anh đã quá nhiệt tình rồi. Nè, có đồng ý rồi đó. Ủa, anh đi đâu cũng có vệ sĩ thôi anh hả? Đâu có, thằng này bạn anh đó chứ. Tụi anh chơi hợp tính lắm. Sao rồi, có tin gì không? Bọn chúng rời khỏi địa bàn ngay trong đêm. Nghe nói đầu sỏ là một người đàn bà chừng 45 tuổi. Nghe nói bà ta là người Việt, tánh tình lập dị lắm, có chút vấn đề về thần kinh. Vậy sao? Có vẻ như bà ta cũng có tiếng ở nơi này hả? Cũng có số lắm đó. Đám giang hồ đây gọi bà là bà khủng. Kiểu gì bà cũng chơi, cỡ nào bà cũng tới. Bà chơi thì không ai đỡ được. Chiêu sát thủ của bà ta độc và lạ lắm. Không điều tra ra được tên thật của mụ ta sao? Tạm thời thì chưa. Tôi cũng đã điều tra rồi, nhưng có vẻ bà ta cố tình không cho ai biết về lai lịch của bà ta. Điều tra ra bằng được lai lịch của mụ ta, tiền bạc không thành vấn đề. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Yên tâm, sẽ sống có bình thường. Có gì thì ngon, ngủ anh em. Ok. Bye. Quá bà ơi. Ừ, bà thấy không? Trời ơi, sang quá à bà. Xe này tôi mới thấy lần đầu á bà. Đẹp quá ha. Màu trắng sang quá trời đất. Mày thành tâm điểm ở đây rồi đó. Này bà, người ngồi trong xe cũng đẹp trai ha, coi kìa. Ông đứng cũng đẹp trai quá trời luôn à bà ơi, bà thấy không? À. Ừ. Cổ ra tôi. Chào em. Đi đi. Lên xe đi em. Đi em, lên xe đi. Anh Nam nè. Hả? Anh đừng lấy xe đến đây đón em như vậy. Hàng xóm ở đây dị nghị lắm.
Mai mốt anh đừng làm gì nữa nha. Người ta nói kệ người ta, em quan tâm làm gì? Anh không có quan tâm. Đi, mày đi em. Đi, thằng Dũng đợi kìa. Thì ra anh bỏ thời gian để theo đuổi con nhỏ này. Anh tưởng bỏ tôi là dễ dàng lắm hả? Ý Phương này đâu có đơn giản như anh nghĩ. Ê Dũng, tao lái cho. Xích bèo đi em. Sẽ làm gì sau khi em học xong? Em làm busy chỉ là nghề tạm thời để em trang trải cuộc sống thôi. Nhưng mà nó giúp cho em rất là nhiều trong thời gian này. Em tốt nghiệp thương mại, ngành quản trị doanh nghiệp đó. Em đợi thi xong chứng chỉ tiếng Anh, làm sẽ xin đi làm luôn. Nhưng mà có lẽ em vẫn làm thêm busy. Cái gì kỳ vậy? Em đi làm rồi, thời gian đâu nữa mà em đòi làm busy? Bọn em định là vắt hết cái tuổi thanh xuân của em vô mấy cái việc đó hay sao? Chi vậy? Ba má em ở dưới quê vẫn còn chức giả lắm, chứ không có nhàn nhã như mấy người ở thành phố như các anh đâu. Em chỉ là cố gắng hết sức mình để phụ giúp thêm cho ba má thôi. Nè, không ấy học xong thì anh đừng có làm việc ở trong vũ trường nữa. Nếu mà em xin được việc làm á thì anh sẽ tình nguyện đưa đón em đi. Nếu như mà chưa xin được thì cũng không sao, càng tốt, để anh lo cho em. Hay. Nè Quỳnh Nam, em không phải là dạng gái bao. Em muốn tự mình kiếm tiền, chứ không muốn mang tiếng dựa dẫm vô ai hết á. Không phải như vậy. Nếu mà anh còn đề cập tới chuyện này nữa thì em sẽ không bao giờ đồng ý quen anh. Rồi, thôi, được rồi, anh hứa anh sẽ không bao giờ nói thầm hay thầm bạ nữa, ha, không có đâu, ha. Tại sao á, ở ngoài kia biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài giỏi hơn em, mà anh không chịu quen, lại cứ nhất định quen em là sao? Nói thật nha, tại vì em có một cái nét rất giống mẹ của anh, và tính cách của em cũng vậy nữa. Một người phụ nữ rất là cá tính, mạnh mẽ và không dễ khuất phục. Ngày xưa người ta ví mẹ anh giống như là một con phượng hoàng lửa vậy đó. Phượng hoàng lửa là sao? Rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cuối cùng mẹ anh cũng đã bỏ anh em của anh. Mẹ anh mất rồi hả? Trong một vụ hỏa hoạn. Cứ tưởng đâu là phượng hoàng lửa sẽ mà thôi, gọi đi, nói vậy thôi. Theo nguồn tin mật báo, đối tượng giết Kiều Loan đã trốn qua Campuchia. Tin có chính xác không thủ trưởng? Nguồn tin này là từ trinh sát của chúng ta, nên rất đáng tin cậy và chính xác. Vấn đề còn lại chỉ là Adeline và đường dây gái gọi do Thiên Minh cầm đầu. Các đồng chí tập trung lấy thông tin và khai thác triệt để tất cả vấn đề có liên quan đến Kiều Loan và Adeline. Những bằng chứng mà chúng ta thu thập được cũng đã đủ chứng minh Adeline là một đường dây gái gọi nấp bóng dưới danh nghĩa hoạt động của một công ty người mẫu. Đúng vậy thưa thủ trưởng, tại sao chúng ta không tóm Thiên Minh ngay, từ đó bắt hắn khai ra đường dây? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tại sao chúng ta lại không làm vậy? Cậu thấy sao? Tôi thấy như vậy không ổn. Chúng ta chỉ nắm được cái đuôi của Thiên Minh, muốn bắt hắn thì rất là đơn giản, còn vấn đề lập hồ sơ để truy tố hắn thì lại rất khó, bởi những thứ chúng ta muốn nắm bắt vẫn còn lại ở phía sau. Chính xác. Nếu bắt Thiên Minh bây giờ thì động đến cả một ông trùm, bởi thứ chúng ta nắm bắt được chỉ là phần đuôi của nó, mọi hoạt động còn lại chỉ là trong bóng tối, đứng đằng sau Thiên Minh và Adeline chắc chắn là một con cáo già lọc lõi, mà bây giờ chúng ta chưa có một chút thông tin nào về hắn. Thiên Minh có nhiều mối quan hệ rất phức tạp, nhất là các mối quan hệ đồng giới.
có rất nhiều người mẫu hoặc nghệ sĩ biết anh ta. Chúng tôi có thẩm vấn và ai cũng nói rằng công ty này có giấy phép hoạt động độc lập và không có công ty nào hùng hạp. Bước đầu, chúng ta có thể kết luận đây là một đường dây cần được triệt phá. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án, tạm thời gác lại để tiếp tục điều tra. Các tổ chia nhau ra điều tra, tập trung vào khai thác điều tra tất cả những mối quan hệ của Thiên Minh và những đối tượng mà hắn thường xuyên qua lại. Chắc chắn giữa bọn họ sẽ có sự liên kết với nhau. Các cậu phân công bám sát các đối tượng khả nghi và nhanh chóng thu thập chứng cứ để đưa bọn chúng ra ánh sáng. Rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Dạ rõ. Tôi nghe nè, mọi chuyện bên đó sao rồi? Cô đang ở đâu vậy? Ông ta tới rồi vậy đó hả? Thì anh nhớ giữ chân con mồi, tôi sẽ đến ngay. Mà nè, giữ cho cẩn thận, có chuyện gì thì anh coi chừng với tôi. Ừ. Được rồi, tôi tới liền. Đây là đàn em của Tạ Thiên Khánh. Anh ta là người Việt gốc Hoa. Tạ Thiên Khánh cử anh ta qua đây là để giao dịch. Vấn đề là tên này đang rất cần tiền để về Việt Nam lo chữa bệnh cho cha. Chuyện ba anh cần chữa trị, tôi có thể đảm bảo cho anh sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất tại Mỹ. Và đương nhiên, Tạ Thiên Khánh sẽ không tìm ra được. Nếu như anh trả lời được những câu hỏi của tôi, hiểu chứ? Dạ, tôi hiểu. Tôi xin thề với cô là tôi biết được những gì, tôi sẽ nói hết không giấu giếm. Ông xem đi. Ông nhìn kỹ đi. Ông có biết người này là ai không? Tôi biết người này. Cô ta là đại lý số 1 của Tạ Thiên Khánh tại Việt Nam. Tôi đã từng giao hàng cho người này rồi. Hàng gì? Tôi cũng không biết cụ thể. Chỉ biết là phải áp tải hàng qua biên giới vào Việt Nam an toàn thôi. Nhưng tôi đoán chắc chắn là hàng cấm, vì Tạ Thiên Khánh không bao giờ giao cho tôi vận chuyển những mặt hàng thông thường. Đặc biệt, lần này hắn còn không cho tôi biết mình vận chuyển thứ gì. Tục bảnh, hàng cấm, điểm mù coi tục làm sao qua được cửa khẩu hải quan. Tôi không đi bằng đường hàng không, mà đi đường bộ từ Trung Quốc sang. Người của Tạ Thiên Khánh sẽ đón tôi ở cửa khẩu và chịu trách nhiệm vận chuyển qua biên giới. Nhiệm vụ của tôi là về thành phố, giả làm khách du lịch và liên hệ với cô ta. Bí mật giao hàng. Cô ta nhận hàng và chuyển tiền qua các tài khoản đã được chia nhỏ để tránh bị công an phát hiện. Việc Kiều Loan bị giết có liên quan đến việc buôn bán lách cài. Tôi cũng biết chuyện cô ta bị giết trên mạng. Không rõ là ân oán với ban nào. Ông có biết mình đang vận chuyển thứ gì không? Đó là dạng ma túy. Có tí hay bạc phẩm. Đó là dạng ma túy Blacka. Tên nó là Blacka. Tôi nghe là ông Tạ Thiên Khánh. Được. Vậy thì ông cứ chọn địa điểm đi rồi báo cho tôi. Tôi sẽ tiếp ông. Chào ông. Tạ Thiên Khánh mới gọi cho tôi. Hắn ta muốn gặp tôi để bàn công chuyện. Anh lo sắp xếp mọi chuyện ở đây đi. Rồi giết gì tôi đã nói với ông, tôi sẽ thực hiện. Ngô Huy Chiến chỉ sẽ chuyển vào tài khoản của ông để lấy chiếc để ông có thể lo cho bà của ông. Mình thầy, mọi việc thắc mắc ông có thể liên hệ danh gì. Dạ, tôi cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều. Chào cô.
người của Tạ Thiên Khánh đang muốn thôn tính địa bàn của chúng ta ở Việt Nam. Vậy thì bây giờ chúng ta qua đó, liệu có an toàn không? Anh yên tâm đi, hắn ta không dám hành động bừa bãi khi chưa nắm được cái gì đâu. Được, tôi sẽ đi với cô. Nè đâu, đứng lại. Còn tin con. Nè hãy chụp mày ra ngoài kia. Nè canh ngồi nhập lại. Cô đi theo tôi. Chính cái. Tại sao? Anh ra ngoài chờ tôi đi. À đi. Tôi lại thêm một lần bất ngờ về vẻ đẹp của cô. Cảm ơn ông đã quá khen tôi. Nhưng mà chắc là ông gặp tôi là có chuyện gì, chứ không phải là chỉ khen vài câu xã giao thôi đúng không? Không hổ danh là con gái của Huỳnh Long. Cô đây rất thẳng thắn, cô biết không? Vậy tôi vào đề luôn. Vẫn là lời đề nghị cũ. Tôi muốn hợp tác với cô. Hợp tác làm ăn? Không phải là bây giờ chúng ta vẫn đang hợp tác làm ăn vui vẻ đó sao? Huỳnh tiểu thư, cô không biết, hay là cô cố tình không hiểu vậy? Thứ mà tôi muốn đề cập đến chính là món hàng mà chúng ta vẫn thường giao dịch. Đó chính là Flaca, một thứ ma túy tổng hợp mới. Flaca? Bộ Flaca có vấn đề về nguồn cung sao? Nguồn cung ở bên tôi thì không có vấn đề gì, vì nguồn hàng lúc nào cũng đầy đủ. Cái chuyện đó thì cô không phải lo. Vậy bây giờ muốn gì? Muốn bàn bạc lại giá cả. Hai bên cùng có lợi, cô hiểu ý tôi chứ? Tôi không ở trong đầu ông thì làm sao tôi biết được ông nghĩ gì chứ? Tôi muốn hợp tác làm ăn cùng với gia đình cô. Việc này tôi cũng đang ngỏ ý với Huỳnh tiên sinh rồi mà. Nhưng tôi biết Huỳnh tiểu thư đây, ngoài việc là con gái cưng ra, cô còn là cánh tay đắc lực của ba cô. Tôi muốn bỏ giá lại cao hơn 10% trên một ký hàng. Mong cô chuyển lời giúp tôi, vì ở Ma Cao này cô là người giao dịch. Cô biết dạo này món hàng đó khan hiếm lắm. 10% là một con số không hề nhỏ. Tôi sẽ đợi chỉ thị của ba tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn ông đã coi trọng tôi. Nhưng thật chất lời nói của tôi không quan trọng bằng quyết định của ba tôi. Cô nói vậy nghĩa là? Có nghĩa là tôi phải đợi ý kiến của ba tôi rồi mới trả lời ông được. Dù sao cũng cảm ơn ông đã mời tôi tới đây. Việc hơi gấp cho nên tôi chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì được. Cái này là đồ của phu nhân Đổng tặng cho tôi. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với bà nhà của ông. Quà của phu nhân thị trưởng mà cô mang tặng tôi, quý hóa quá. Tôi xin thay mặt bà xã tôi cảm ơn cô. Đẹp quá, đẹp quá. Rất cảm ơn, cảm ơn. Còn một việc nữa tôi muốn đề cập đến. Có lẽ việc này cô sẽ hứng thú đây. Là việc gì? Tôi biết ở chỗ cô có cung cấp nguồn hàng hợp pháp. Tôi lại có trong tay các nhà hàng, resort. Mà nguồn hàng tươi sống đó ở đây thì lại rất hiếm. Tôi muốn đề nghị cô hợp tác về vấn đề này. Rất có lợi cho phía của cô. Ý của ông là sao? Đúng như cô nghĩ đó. Tôi cần cô cung cấp cho tôi số lượng gái phục vụ thường xuyên, ổn định.
chứ mấy chỗ khác họ không đạt tiêu chuẩn như tôi yêu cầu. Vậy tôi mới nhờ cô. Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của ông. Được rồi, tôi sẽ đợi quyết định của cô. Hả? Chào, chào cô. Cô về. Đi, nhanh lên. Đúng rồi. Đó. Đó. Trời đẹp quá à. Đúng rồi. Rách cái bông như vậy đó nha. Tiếp. Wow. Trời. Có. Đừng. Nè, khoan. Làm ơn bà, làm ơn. Nè, đẩy cái ngực lên. Đưa cái bông ra đằng sau. Nhìn thẳng cho cô đi bà. Đây nè, cứ ngửi lên chú cứ bỏ ra, chu ra. Nè. Trời ơi, đây nè. Trời ơi, ghê quá. Nhổng cái bông lên. Đi vô. Trời, bà hãy bà. Nhìn thẳng cái mặt lên. Đó, kêu gợi lên. Ngăn cái gì, hả? Rồi xem một vòng cho tôi coi. Xoay. Nhổng cái bông lên. Ưỡn cái lưng ra. Thẳng lên. Rồi, đi. Trời ơi, chết rồi. Đây nè, làm cái gì vậy, hả? Hả? Làm cái gì? Tập vậy đó hả? Hả? Không có lo tập tành gì hết. Đi đứng bao nhiêu đó cũng không xong nữa. Vậy hết đi. Tắt nhạc. Ồn ào quá. Trời. Tắt nhạc đi. Tập vậy bể xô hết rồi. Nè, đi vô làm ơn tập đi lại giùm tôi nha. Ngày mai tập lại tôi coi nha. Bể xô là chết đó nghe. Dạ, chưa. Dạ, đi vô. Dạ. Anh Minh bữa nay sao khó quá. Chắc bên này có nhiều bực bội chứ. Tập kiểu gì cũng không chịu. Mệt muốn chết. Cái gì nữa đây, hả? Sáng sớm vô là mặt một đống rồi hả? Tại con nhỏ anh Thư mà ông Nam theo đuổi đó. Bực mình hả? Không biết con nhỏ đó có cái gì mà ông cứ bám riết nó hoài hả? Tôi tưởng chuyện gì. Tự nhiên cái tốn sức bực mình. Cái con nhỏ đó nó giống như là cái bông mà mình cài lên áo gì đó, hiểu không? Một thời gian nữa nó tàn, nó rụng xuống đất. Thấy ghê. Sao hôm nay giọng điệu của Minh nghe bao dung từ bi quá vậy? Tại tôi tu. Bởi vì phụ nữ thiệt á là cái hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chọc. Không biết yêu thương chia sẻ với nhau mà còn đố kỵ. Thì cứ dở giọng bao dung đi. Rồi ở chổng mới trơn vậy nè. Yêu người ta mà không dám hó hé một câu. Như Minh á thì suốt kiếp cô đơn nha Minh. Xin lỗi nha. Tôi yêu đơn phương, tôi lãng mạn như vậy đó. Hả? Còn mấy người sao? Sắn xả hùng hổ chạy vô Nam rồi xách dép cho nó. Nè, đừng có tưởng em không làm được gì nha. Ừ thì thôi. Em sẽ không thèm giúp mối tình đơn phương của Minh với ông Việt nữa. Để coi lúc đó ai bao dung hơn ai. Thôi ha? được rồi, tôi lại mẹ được chưa. Làm ơn tu nhân tích đức giùm tôi. Chuyện của tôi á, tưởng đâu là thành tựu rồi. Tự nhiên cái xảy ra cái chuyện đi Ma Cao. Bây giờ đường xa cách trở vậy tôi làm được cái gì đây? Bây giờ tôi không biết làm sao nữa đây nè. Nè, nói đi, có thiệt là anh chưa làm gì ông anh em không đó? Làm cái gì? Còng cái linh ra xúc tép nuôi cò. Bây giờ con nó lớn rồi, nó mập thay, nó đủ lông đủ cánh, nó bay mẹ nó rồi. Thì thôi, em sẽ giúp mình bắt con cò này. Để cho mình khỏi uổng công xúc tép nuôi cò. Dù gì á thì em với Minh cũng cùng một ông chủ mà ha. Thiệt không? Thiệt chứ sao không. Vậy nha, đáng giúp tôi đi. Nè, bà giúp tôi là bà tích đức. Rồi chuyện của bà với thằng Nam sẽ được thành tựu. Bà hiểu không? Bây giờ tôi sẽ giúp bà. Hai đứa mình tư vấn chéo cho nhau. Nhưng mà coi bộ ca của em khó hơn Minh nhiều. Em thấy bây giờ ông Nam đang say con nhỏ anh Thư đó. Không biết khi nào mới bỏ. Trời ơi bà ơi bà. Tôi mới khổ hơn bà đây nè. Người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ. Bà có hai thứ rồi. Tôi có cái gì không? Ở tuốt bên Ma Cao rồi. Có cái xìu của thái thái bị ly xích. Thôi ạ. Ông xã, anh định đi đâu sao? Có nhớ là một lát đưa em đi khám hay không?
Đâu có, anh chỉ tiễn Quỳnh tiểu thư về rồi quay lại đưa em đi luôn đây. Giới thiệu với cô, đây là bà xã của tôi, Mạc Cẩm Khoa. Đi ngủ, một cái quần gì? Tôi tên là Quỳnh Nghi. Rất vui được quen biết với bà. Xích tôi liền, cô trẻ và xinh đẹp nữa. Đi xích còn tung quả mà. Ôi, cô nói được tiếng Quảng sao? Tôi nghe nói ông xã tôi đang bàn chuyện làm ăn với một cô gái người Việt Nam. Nhưng không ngờ cô lại nói tiếng Quảng hay đến như vậy. Bà quá hay nói đi mình xin quyệt thùng mật. Vì tôi sống và làm ăn ở bên đây nên tất nhiên tôi phải nói được tiếng Quảng Đông thôi. Hai mi tù dĩ có ẩm xích. Nếu không biết chữ gì thì tôi đâu dám trèo cao làm ăn với ông ta đây ạ. Hay à, chỉ có hai quần. Đây là quà của Quỳnh Nhi tặng cho mình đó. Mình mở ra xem đi. Wow, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Tôi chờ đi. Cảm ơn cô. Bây giờ tôi đưa cô Nhi ra ngoài, rồi quay lại đón bà đi. Mời cô Nhi. Phu dành cho Kim, chào bà. Ông ngoại gì kìa con? Ông về đó con. Con về nghỉ đi. Ông ngoại về. Ồ. Ông ngoại. Chào cháu. Thơm quá. Dạ, con chào ba. Ừ. Ba mới về hả ba? Ừ. Ba uống nước cam đi ba. Nước cam ngon lắm, ông ngoại uống đi ông ngoại. Ồ, vậy hả? Dạ. Ngon quá, cảm ơn con. Dạ. Dạ, hôm nay Nhi được nghỉ, cho nên tụi con đưa qua thăm ông bà ngoại. Bữa giờ con thấy công việc ba cũng bận nên con tranh thủ cuối tuần cho hai mẹ con về thăm ông bà để ông bà cũng đỡ buồn. Với lại con thấy nhà mình cũng có thêm thời gian để gặp nhau hơn. Ừ, ba cũng thấy vậy đó. Cả gia đình sum vầy á, mẹ con cũng đỡ buồn mà ba cũng bớt lo. Phải không cháu? Công việc trong trường sao rồi, có tốt không? Dạ, công việc của con thì ổn ba, chỉ có anh Văn nè. Từ ngày lên phó phòng đến giờ, ngày nào cũng bận rộn hết, có thời gian dành cho gia đình gì đâu. Em? Đúng rồi đó ông ngoại, ba con bận lắm, tối đêm đi nhậu hoài, đêm về mua bia rượu hết rồi nè. Bé Nhi, nói xấu ba con phải không? Nè, mà con cũng nên giữ gìn sức khỏe. Ba biết công việc và những mối quan hệ cũng khó từ chối được, nhưng mà mình khéo léo vẫn có thể từ chối được con à. Dạ, con biết. Ba con nói đúng đó. Như ba con nè, ba con có cả ngàn mối quan hệ, nhưng mà cũng có cả ngàn lý do để mà từ chối, mà không làm mít lòng ai con à. Dạ. Đó, anh nghe ba mẹ nói chưa? Còn con nữa. Ừ? Con cũng phải thông cảm cho chồng con chứ. Nó mới thăng quan tiến chức, nó có nhiều mối quan hệ, công việc cũng nhiều hơn, trách nhiệm nó cũng lớn hơn nữa. Con phải học tập mẹ ở chỗ này. Con phải thông cảm cho chồng giống như mẹ thông cảm cho ba con vậy đó. Đó đó đó, em nghe mẹ nói gì chưa? Thôi đi, thấy mẹ bên cứ lên mặt với em à.